Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về thời tiết và thiên tai của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, chuyên gia mới đây đã chỉ ra 3 tác động chính làm sụt giảm nước về đồng bằng sông Cửu Long, dẫn tới nguồn nước sông chỉ đáp ứng được 50% diện tích sản xuất lúa của toàn vùng, trong khi hạn hán xâm nhập mặn ngày càng tăng. Tại hội thảo giải pháp cấp thiết bảo vệ vùng đồng bằng sông Cửu Long, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên cao cấp khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, cố vấn Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ cho rằng khô hạn và xâm nhập mặn là hiện tượng bình thường hàng năm tại vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, trong hơn 2 thập niên qua, hiện tượng này có xu thế gia tăng, có năm trở nên cực đoan và gây nhiều khó khăn cho sản xuất và sinh kế cộng đồng. Thiếu hụt nguồn nước sạch, không đủ nước tưới, đất canh tác bỏ hoang, lượng nước sông Cửu Long hiện chỉ đủ tưới cho 50% diện tích lúa toàn vùng, được 700-800.000 hecta lúa trong tổng số 1,5 triệu hecta đất trồng lúa toàn đồng bằng sông Cửu Long, chủ yếu ở vùng tứ giác Long Xuyên và Đồng Tháp 10. Đặc biệt, mùa khô năm 2024 xuất hiện sạt lở, sụt lún xảy ra ở các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Tiền Giang. Từ đó, ông Tuấn đề xuất chiến lược lâu dài cho vấn đề khô hạn và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, cần giảm diện tích lúa chuyển sang thủy sản, rau màu và cây ăn trái, tiết kiệm nước, khuyến khích sử dụng nước tuần hoàn, đồng thời phục hồi khả năng hấp thụ và lưu trữ nước tự nhiên, xây dựng công trình hồ chứa, đầu tư vật dụng chứa nước mưa, xây dựng nhà máy xử lý nước mặn thành nước ngọt, hạn chế khai thác nước ngầm, ngoài ra phục hồi khả năng hấp thụ nước tự nhiên ở các vùng trũng. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thanh Bình, nguyên giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, có 3 tác động làm cho đồng bằng sông Cửu Long khó khăn về nguồn nước: do biến đổi khí hậu, do con người tại chỗ và do tác động của thượng nguồn. Trong đó, yếu tố con người tại chỗ rất quan trọng. Vấn đề lún sụt ngập mặn phải chăng đến từ việc khai thác cát, nước ngầm quá mức? Ông Bình cho rằng cần nhận thức rõ việc này, cộng đồng phải thay đổi cách sống, cách sản xuất sinh kế. Theo ông Bình, việc lún sụt có tác động đến xâm nhập mặn, nước biển dâng vài mm mỗi năm, nhưng lún sụt vài cm mỗi năm, gấp 10 lần nước biển dâng. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác trên thế giới. Thưa quý vị, lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm hàng chục người mất tích sau vụ lũ quét và dòng dung nham lạnh của núi lửa tràn xuống một số khu vực ở Tây Sumatra của Indonesia. Số người thiệt mạng tăng lên 57 người và 22 người khác mất tích, với các quan chức địa phương dự báo số thương vong sẽ tiếp tục tăng. Mưa lớn hàng giờ đồng hồ đã khiến dòng dung nham lạnh của núi lửa với đất đá cho bùn cùng mưa đổ xuống sườn Marapi, một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Indonesia, trong khi lũ lụt tràn vào đường xá, nhà cửa và nhà thờ Hồi giáo. Hiện lực lượng cứu hộ triển khai máy bay không người lái để hỗ trợ tìm kiếm, sử dụng máy xúc và tay trần để cố gắng tìm kiếm những người sống sót trên sông và trong đống đổ nát. Người đứng đầu cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia cho biết, để ứng phó khẩn cấp, các thiết bị hạng nặng đã được di chuyển để dọn dẹp các khu vực thảm họa, đồng thời đảm bảo an toàn cho các nơi trú ẩn của người dân sơ tán. Hiện có khoảng hơn 3.300 người đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng. Quan chức địa phương cảnh báo số người thiệt mạng có thể tăng thêm khi cuộc tìm kiếm hàng chục người mất tích vẫn tiếp tục. Cuộc tìm kiếm rất khẩn cấp vì lực lượng cứu hộ chỉ có thời gian vàng là 6 ngày để tìm kiếm những người sống sót. Để hỗ trợ nỗ lực cứu hộ, chính quyền địa phương sẽ triển khai công nghệ điều chỉnh thời tiết làm suy yếu cường độ mưa khi di chuyển đến khu vực bị thiên tai. Việc vận chuyển hàng viện trợ đang được thực hiện bằng đường hàng không và đường bộ, một số trong đó cần có cầu khẩn cấp. Sau khi lũ lụt và dòng dung nham lạnh cắt đứt một số tuyến đường tiếp cận ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, người phát ngôn cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia cho biết 71 ngôi nhà đã bị cuốn trôi hoàn toàn và 125 ngôi nhà bị hư hại do lũ lụt và dòng dung nham lạnh. Indonesia thường xuyên xảy ra lở đất và lũ lụt trong mùa mưa. Tháng 12 năm 2023, núi lửa Marapi phun trào làm ít nhất 24 nhà leo núi, hầu hết là sinh viên đại học, thiệt mạng. Thưa quý vị, miền Bắc nước ta có thời tiết tương đối mát mẻ từ đầu tháng 5 đến giờ. Điều này là khác biệt so với những năm trước. Thông thường, tháng 5 thường ghi nhận những mức nhiệt độ rất cao ở nhiều tỉnh thành tại miền Bắc nước ta. Tuy nhiên, hiện nay thời tiết miền Bắc lại khá mát mẻ so với cùng kỳ hàng năm. Ngày 15 tháng 5, miền Bắc tăng nhiệt một chút, đầu giờ chiều nhiệt độ ở Hà Nội là khoảng 37 độ C. Các khu vực lân cận chênh lệch từ 1 đến 2 độ C. Đông Bắc Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ thì mát hơn, nhiệt độ ở mức từ 31 đến 32 độ C, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời. Nhưng từ chiều tối ngày 15 đến sáng ngày 16 tháng 5, gió Đông Bắc về, nên nhiệt độ ở phần lớn các tỉnh thành miền Bắc lại giảm từ 3 đến 4 độ C, trời có mưa, chủ yếu là mưa vừa. Đông Bắc Bắc Bộ có khả năng mưa to, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội vào chiều thứ Năm chỉ ở mức từ 33 đến 34 độ C. Đông Bắc Bộ, Lạng Sơn, Cao Bằng dưới 30 độ C. Từ thứ Sáu, nhiệt độ miền Bắc sẽ tăng dần, nhưng rồi kiểu thời tiết như trên sẽ lặp lại vào khoảng ngày 19 đến 21 tháng 5,
tức là miền Bắc lại có gió đông bắc, mưa và trời mát hơn. Theo dự báo, hiện tại trong nửa cuối tháng 5 ở miền Bắc sẽ có một đợt nắng nóng. Nắng nóng là khi nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày từ 35 độ C trở lên đến dưới 37 độ C. Đợt nóng này ở miền Bắc được dự báo là sẽ bắt đầu từ ngày 24 tháng 5 và kéo dài khoảng 3 ngày. Nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày ở Hà Nội sẽ lên khoảng 40 độ C, nhưng nhiều khả năng là nắng nóng sẽ không đến mức gay gắt. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước. Kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin thời tiết tiếp theo.